Thanh Việt xin được gửi lời chào thằng ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Hôm nay tập 463 xin gửi đến quý vị chủ đề vụ án NPH. Tin khởi tố hai người là sai, nhưng tác hại thì to hơn tưởng. Trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và mọi sự yên bình, an lành đến cho toàn thể quý vị khán giả của Thanh Việt đang nghe trực tiếp và nghe lại sau này. Kính thưa quý vị, tin khởi tố hai người là tin gì? Thì Thanh Việt nghĩ rằng khán giả của Thanh Việt cũng đã biết được cái câu chuyện này ít nhất là 60-70%. trăm quý vị cũng đã biết được cái thông tin. Thông tin này là thông tin gì? Và nó sai như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, ngoài việc tóm tắt sơ qua cái thông tin nó sai phân tích tại sao à, cái nguồn à, nào đã đưa tin sai và cái lý do tin đó là sai nhưng sai ở cái điểm nào và thanh Việt cũng trình bày với quý vị cái tác hại của việc đưa thông tin sai sự thật à, nhất là về những cái vụ án có tính hình sự đang được sự quan tâm của khán giả quý vị. À, thường hay biết đối với mạng xã hội thì người ta hay dùng cái câu là câu view, câu like. Đúng không, quý vị, khi mà một à, chương trình YouTube không được sự chú ý của mọi người thì một trong những cái chiêu trò mà nó cũng không phải là chiêu trò bất hợp pháp nhân quý vị hay là sai à, không đi theo một đường lối gì cả nhưng cái đó cũng là một cái chiêu trò đã được à, rất là nhiều kênh truyền thông À, không chuyên nghiệp trên mạng YouTube từ trong nước ra nước ngoài từ những kênh nói tiếng Việt cho đến kênh nói tiếng của những nước khác quý vị họ đều có những cái thủ thuật à, chiêu trò để câu view câu like đúng không quý vị báo chi cũng vậy kính thưa quý vị đó là à, cái cái nghề nghiệp cái nghề nghiệp đó cái động lực là làm sao để cho nhiều người nghe nhiều người đọc nhiều người tham gia bình luận thì cái bài báo họ viết nó mới có tác động à, và cũng như cái tên tuổi của họ mới lên à, dù là chúng ta đang hoạt động trên lĩnh vực báo chí chính thống hay là các kênh YouTube, Facebook cũng như vậy luôn nha quý vị. Thì ngày hôm qua quý vị à, biết được rằng trong hai ba ngày hôm nay hôm hôm, hôm nay nha quý vị từ lúc mà nhà báo Hằng Ni bị à, khởi tố tạm giam thì uh, trong cái uh, lời đọc của uh, một cán bộ thuộc uh, CP02, uh, ông có đọc một cái câu lúc mà uh, đọc cái lời khởi tố, đối với vị thì có dùng cái chữ là uh, bà Hằng Ni cùng đồng bọn, thì uh, ngay lập tức cộng đồng mạng để uh, bám víu lấy cái chữ đồng bọn, từ vì đồng bọn có nghĩa là có thêm những đồng phạm, có thêm những người Uh, có hành vi vi phạm giống như nhà báo Hằng Ni, những quý vị và người ta lập tức đi tìm, lập tức đi tìm. thì uh, sau khi mà được cái thông tin rằng uh, luật sư sĩ cũng uh, vừa mới bị khởi tố tạm giam, thì mọi người uh, dừng lại ở cái chữ đồng bọn và không đi tìm nữa. Tuy nhiên, chúng ta thấy được trên mạng xã hội vẫn còn rất là nhiều những kênh truyền thông. À, đi tìm cái danh sách ai là đồng bọn. Nhưng mà đôi khi trong lúc mà chúng ta đang vui vẻ, cười thoải mái, nhưng quý vị để liệt kê ra những cái khả năng nào là những người đồng bọn, đó quý vị thì không biết các quý anh chị đó có biết rằng mình đang trực tiếp có những hành vi vi phạm, nhưng quý vị đối với luật pháp được quy định trong bộ luật hình sự đó là gì quý vị? đó là tội nhục mẹ vu khống Từ vì chắc chắn các quý anh chị đó đều không có được có những cái thông tin chính thống nào để biết được rằng người này đang nằm trong danh sách đen người kia đang nằm trong danh sách đồng phạm hay là đồng bọ vì vậy thanh việt rất mong muốn các quý anh chị không cần thiết phải đi tìm cái danh sách đồng bọ để à, tạo một cái sức hút cho cái chương trình của mình. Vì làm những công việc như vậy thì thưa quý vị, chúng ta đang gián tiếp, nhưng quý vị gọi như là trực tiếp luôn, vi phạm và cái uh, đắc điều luật trong bộ luật hình sự. Những cái điều mà người ta chú ý đến đó quý vị và người ta sử dụng đó, tức là cái danh sách mà bà NPH lúc còn ở bên ngoài chưa bị khởi tố đưa lên và ngày 17 tháng 12 năm 2021. Trong cái danh sách này thì chắc quý vị chắc là cũng biết rồi. Ngay trên trang chính chủ của bà NPH, à, bà có đăng VN Express đưa tin thiếu oxy cho các báo không đăng hội đồng. À, vì một sự thật quá phủ phàng, phải không quý vị? Đây là một việc quan trọng đến mạng sống của con người. Không sao sao không cảnh báo cho người dân để tuân thủ 5K nghiêm túc hơn còn việc ra tòa của tôi và bà VO chưa biết ai đúng ai sai mà đăng như chúng mùa vậy là hiểu rồi ha báo của nhân dân là đây sao sao không đăng hội đồng như đã từng đăng tin về tôi vậy để cho cộng đồng biết để đóng góp vào tài khoản của anh DH để nhập oxy về cứu dân Mọi nhu cầu oxy vui lòng liên hệ Và Thanh Việt vừa mới đọc uh, Chích đọc trong cái bài status của bài NPH Vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 Nhưng mà cái quan trọng trong cái bài Trong cái dòng status này đó quý vị Đó là cái danh sách Cái danh sách này liệt kê Những người mà bà NPH Coi là một kẻ thù của mình À, danh sách thì những cái tên này à, quý vị đều nắm được nếu mà chúng ta theo dõi cái drama của bà ta toàn bộ cái danh sách này dĩ nhiên đứng đầu vẫn là hai người hai người này được gọi là một là người à, là thầy lan người đã tạo nên cái drama này thứ hai là nhà báo dh ông là phó tổng biên tập tờ báo pháp luật và là người đã có một cái bài phỏng vấn với tờ VOV dẫn đến những cái hệ lụy à, điên cuồng của bài NPH sau này. Và sau đó là đến nhà báo Hàng Ni ở vị trí số 3. Và cứ thế tiếp tục, chúng ta có tổng cộng, như quý vị, là 32 vị. Trong cái danh sách này thì thực sự ra đối với vị, không phải là bà ta sẽ nói là sẽ đi kiện hay là à, tố giác tố cáo gì cả nhưng mọi người đều biết được rằng 32 người có trong danh sách này đó là những kênh YouTube, kênh Facebook đã có những lời phản biện lại bà NPH trong cái thời gian uh, của năm 2021. Nhưng quý vị thì uh, ở thời điểm hiện tại người ta đi đào bới, người ta ta đi đào bới lại cái danh sách này và cùng chia sẻ để cùng tiên đoán ngoài nhà báo Hằng ni, luật sư, sĩ thì ai là người kế tiếp và nổi bật hơn là có những kênh truyền thông còn đi phân tích ai là những người kế tiếp chứ không phải là ai là kế tiếp nữa là những người luôn, thưa quý vị và sau đó người ta lần lượt liệt kê cái khả năng à, mà những người họ tuyên đoán là sẽ bị bởi tố tạm giam thì thưa quý vị thân vị đã nói rồi mạng xã hội là ảo nhưng việc đưa tên trong cái giai đoạn mà thực sự đang rất là gây sự chú ý quan tâm của mạng xã hội và nói về cái tên chính xác của từng cá nhân một thì đối với thân Việt, ngay cả một tờ báo chính thống họ cũng không dám nói nhưng quý vị ngay cả một tờ báo chính thống họ cũng không dám nói tất cả đều đăng những cái thông tin nhưng quý vị à, sau khi mà sự việc xảy ra còn khi mà họ đăng một thông tin, phần lớn là nói về một vấn đề tổng quát. Tuy nhiên, khi mà nói một cái vấn đề mà nó tổng quát quá đó quý vị, thì nó không thu hút được khán giả, người nghe, người xem. Kinh nghiệm trực tiếp trên kênh Thanh Việt Phóng Sự cũng vậy. Nếu kênh Thanh Việt Phóng Sự nói trực tiếp về cá nhân của bà Nguyễn Thị E, của ông Lê Văn B, của ông Đinh Văn C, thì câu chuyện nó sẽ tạo sự chú ý hơn là nói một cách tổng quát. Tuy nhiên, chơi với lửa sẽ có ngày phỏng tay. Nhân quý vị, à, chơi với lửa thế nào cũng có ngày phỏng tay. Khi mà nói trực tiếp từng tên một, mặc dù trong tay mình không có một cái bằng chứng để à, giúp đỡ cái lời tuyên đoán của mình, thì điều đó thực sự là không nên. Cái việc nói vậy, để nói rằng cộng đồng mạng ở thời điểm hiện tại đang rất là đói đóng ngặt những thông tin liên quan đến vụ án của bà NPH Báo Thanh Niên khác với tất cả những tờ báo mạng nhỏ khác khác với tất cả những kênh truyền thông à, không chuyên nghiệp các kênh YouTube, TikTok và các cái trang Facebook thì tờ báo Thanh Niên là nó ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Tự vì sao? Tại vì đây là một cái tổ chức có rất đông người, có các phóng viên hoạt động theo từng mảnh một, chứ không phải là một người gánh hết tất cả được bao nhiêu công việc. Thì uh, ngày hôm qua, Báo Thanh Niên vào từ buổi sáng đã có hai cái thông tin đến từ hai vị phóng viên khá là nổi tiếng, chuyên đi về cái đề tài của bà NPH và cái thông tin đầu tiên thì chúng ta đã biết rồi lấy một cái tiêu đề là mở rộng vụ án à, hàng ni tạm giam youtuber DTNL. thưa quý vị sau khi mà cái thông tin này nó được đăng lên với hai phóng viên khá là quen thuộc trong cái vụ án này à, thì lập tức cộng đồng mạng nhưng quý vị dậy sóng mọi người đều à, đi à, copy cái đường link này, cái đường dẫn này Và để lên trên trang Facebook Trong đó có cả luôn cả thanh việt nữa Nhưng quý vị, à, thanh việt cũng để lên tư vi Chính thanh việt bấm vào Trong cái đường link của tờ báo Thanh niên cũng đã đọc được cái bài này Cũng đã đọc được cái bài này Chứ không phải là một cái à, Hình ảnh chụp lại Như là thanh việt đang trình bày với quý vị Một bài báo đàng hoàng Nhưng quý vị, một bài báo đàng hoàng sau đó vài tiếng đồng hồ sau thì người ta có luôn một cái bài nữa. Đó. Bài này thì à, lấy cái tiêu đề là mở rộng vụ án hàng nghi tạm giam người mẫu TT. Nhưng mà một cái điểm khá thú vị đó quý vị là hai cái bài này nó viết với cái nội dung với cái câu từ khá là giống nhau. Chỉ có khác nhau ở chỗ đó là đổi tên, đổi địa điểm. Nhưng quý vị, mà một cái điểm đặc biệt mà không biết là quý vị có xem và quý vị có nhận thấy cái điểm đặc biệt đó là gì? Đó là trong cái bài thứ hai khi mà nói về người mẫu TT thì họ đề là bị can Trần Thị T là bị can thứ tư bị công an thành phố khởi tố tạm giam mở rộng từ vụ án và hàng đi theo đơn tố cáo của vợ chồng và NPH. Như vậy, đọc qua thì chúng ta gián tiếp được hiểu rằng sau khi nhà báo Hàn Ni bị khởi tố tạm giam đến luật sư Trần Văn Sĩ cũng tương tự như vậy, thì cái người thứ ba là bà DTNL. Và sau bà DTNL là người mẫu Trần Thị Tê. Nó đi theo thứ tự như vậy. Đúng không quý vị? từ vì họ dùng cái danh từ là bị can thứ tư. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc và so sánh hai bài báo đó quý vị, thì thật sự nó là chung một bài, chỉ có tách ra để thêm cái tên của người mới vào mà thôi. Còn tất cả đều rất là giống nhau từng câu, từng chữ một. Từng câu, từng chữ một. Một cái điểm khá đặc biệt là cả hai bài báo này, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, thì lập tức hai bài báo này đã được tháo xuống. Và nếu quý vị nhìn trên màn hình, thì họ đề là nội dung này đã bị gỡ hoặc không tồn tại. Nội dung này đã bị gỡ hoặc không tồn tại. Theo luật báo chí nha quý vị, khi mà đăng một cái thông tin sai hoặc là không đúng, thì người ta tháo xuống. Tuy nhiên khi tháo xuống, thì cái nội dung cái bài viết đó, theo bộ luật báo chí, họ vẫn phải giữ, ở trong cái server của họ. Chứ họ không có xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng quý vị, lý do tại sao sai thì phải dục, phải xóa, phải bỏ. Thưa quý vị, vì sẽ có những cái vụ kiện tụng có thể xảy ra. Và khi mà kiện tụng xảy ra, thì mình phải có cái bằng chứng. Vì vậy, bất cứ một cái tạp chí, một cái tổ chức báo chí nào, họ đăng một thông tin, họ thấy là sai, thì họ phải tháo xuống và họ vẫn giữ cái bản gốc ở một chỗ cái server nào đó. Để đến lúc mà họ bị kiện thì họ còn đưa cái đó ra và để đối chiếu. Nhưng quý vị, để thêm thử cái bản mà đi kiện đó nó có khác với cái bản gốc như thế nào hay không? Đó là lý do tại sao bộ luật à, báo chí có nêu rõ là xóa nhưng vẫn phải giữ lại cái bản gốc. Đó là khán giả không được đọc thương nha quý vị nó vẫn để ở một cái server nào đó. Hồi đấy Thanh vị có thư chuyện với quý vị là hai cái bài báo vừa được qua đó, nó được đăng bởi hai cái tác giả khá là thân quen với câu chuyện của bài NPH, đó là tác giả Phan Thương và Ngọc Lê. Thì bây giờ chúng ta đi, nhưng quý vị chúng ta đi lại, chúng ta đi lại, chúng ta đọc cái bài báo chính thức À, không có tháo xuống đã để được vài ngày rồi với cái tiêu đề là vụ Đặng Thị Hàn Ni cởi tố bắt tạm giam luật sư chồng Văn sĩ bài báo được đăng vào ngày 25 tháng 2 năm 2023 thì đầu tiên Thanh Việt thấy có một cái sự khá là à, nhỏ nhưng nó cũng đưa đến những cái giả thuyết sau này để cho chúng ta tìm hiểu thứ nhất cái tên tác giả nha trong cái bài báo mà thực sự đã được giữ lại và được đăng để cho mọi người cùng đọc đó quý vị là người phụ nữ à, à Ngọc Lê đứng đầu rồi đến nhà báo Phan Thiên à, xin lỗi quý vị Phan Thư còn bên của hai cái bài báo này đó quý vị hai cái bài báo mới ra ngày hôm qua đó thì Phan Thương đứng đầu rồi đến Ngọc Lê và một người khác Nhưng quý vị nhé à, Phan Thương đứng đầu rồi đến Ngọc Lê à, rồi trong cái bài báo mà có tên của người mẫu TT thì họ thêm một người khác nữa nhưng không nói. Như vậy là đây là một cái điểm mà thông thường đó quý vị. Thì à, nó ít bao giờ mà nó à, sửa những cái format như thế này lắm quý vị. Họ thường thường họ giữ đúng cái format như vậy. À, làm sao thì nó phải y hệt làm vậy. Tuy nhiên có cái điểm thú vị là trong cái bài báo mình biết được chắc chắn là thiệt đó quý vị nhé thì cái chữ tên của tác giả Ngọc Lê đứng đầu rồi mới đến Phan Thư. À nó cũng đi theo ở cái dạng là à 24 chữ cái đó quý vị. À Ngọc Lê thì đứng đầu rồi mới đến Phan Thư. À nhưng mà trong cái hai cái bài báo ngày hôm qua thì nó có cái sự à, hoán đổi mà nó cũng à, làm cho à, thân việc để ý và cảm thấy khó chịu khi thấy cái này. Và từ cái sự khó chịu đó có lẽ là nó dẫn đến À, một cái bằng chứng để có thể kết luận à, gì đó về hai cái bài báo này. Chưa hết. Một cái điểm khá thú vị nữa đó quý vị là nếu mà chúng ta đọc sâu xuống ở cái bài báo thiệt đó, họ đề là mở rộng điều tra, mở rộng điều tra vụ và đặng Thị hàng ni. À nguồn tin của phóng viên tờ thanh niên cho biết tối ngày 25 tháng 2. Như vậy là trong cái bài báo thiệt à, trong cái tờ đăng mà bây giờ vẫn còn À, để cho mọi người đọc đó quý vị thì họ có để thời gian ngày tháng giờ giấc mà cơ quan công an họ khởi tố và bắt tạm giam nhà báo hàng ni hoặc là luật sư chồng văn sĩ tuy nhiên chúng ta trở lại hai cái bài báo ngày hôm qua thì à, tuyệt nhiên những quý vị tuyệt nhiên chúng ta không thấy có cái tên à xin lỗi quý vị có cái giờ giấc tuyệt nhiên chúng ta không thấy chúng ta không tìm thấy cái 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 giờ giấc cái ngày tháng mà theo họ người mẫu TT và và DTL bị khởi tố tạm giam điều này nó cũng cho thấy một cái bằng chứng khá là rõ nét để đưa đến một cái giả thuyết kết luận về cái sự thật hay là giả từ hai bài báo này Bây giờ mình đã nói như vậy, thì bây giờ hãy nói về cái giả thuyết. Nha quý vị. Đầu tiên, cái giả thuyết đầu tiên đó là cả hai bài báo này đều viết trước khi mà sự việc xảy ra. Thì thưa quý vị, ai cũng biết rồi. Cả hai người trong cuộc đó là bà DTNL và người mẫu TT cũng đã lên trên mạng xã hội để trình bày với mọi người rằng không như báo nói, tôi vẫn còn ở bên ngoài chứ không phải tôi bị khởi tố và tạm giam thì coi như là cái sự việc đó chưa xảy ra nhưng quý vị cái việc mà khởi tố tạm giam đối với hai quý vị trên là chưa xảy ra có xảy ra trong tương lai hay không không ai biết nhưng chắc chắn ở thời điểm hiện tại thì nó không xảy ra hoặc là chưa xảy ra vậy có khi nào hai bài báo mà quý vị đọc ngày hôm qua trước khi bị xóa bị ẩn đã viết trước nha quý vị đã biết trước biết rồi viết nhưng không biết được chính xác ngày nào mới có lệnh khởi tố tạm giam nên họ để trống cái ngày đó ở đó nha quý vị họ để trống vậy là họ chỉ viết cái dàn bài cái dàn bài gần như là giống nhau họ viết trước cái dàn bài khi mà cái thông tin đó nếu nó có xảy ra thật sự thì họ chỉ thêm cái ngày vào và chỉnh sửa một số câu. Còn phần lớn toàn bộ cái bài đó thì thật sự quý vị cũng đã đọc khi mà họ đăng về thông tin của luật sư Trần Văn Sĩ và nhà báo Hàng Ni. Tất cả những cái điều đó chúng ta đã đọc. Như vậy là sau khi nhận được từ một cái nguồn tin thân cận nào đó. Nhưng quý vị, hai nhà báo ngọc lê và phan thương đã đăng chưa đăng viết lên nhả, hai bài đổi tên tùy trường hợp của người mà bị bắt tới quý vị là người nào rồi sau đó họ để vào một nơi và chờ cho đến khi mà cái chuyện đó xảy ra xảy ra thực sự thì họ sẽ đăng lên đó cũng là một cái khả năng có thể xảy ra nhưng quý vị đăng trước thông tin nhưng Xin lỗi quý vị viết cái bài báo trước khi sự việc xảy ra vì họ nhận được từ một nguồn tin thân cận nào đó. Điều đó là có thể có khả năng xảy ra, nhưng quý vị nhé, có khả năng xảy ra. Tuy vì cả hai bài báo không đề ngày tháng nào, mấy giờ, nhưng quý vị, hai quý vị trên bị khởi tố và tạm giam khi mà cần họ lấy cái bài đó ra và cái thời điểm thích hợp là sau khi hai người đó bị khởi tố và tạm giam thì họ sẽ điền những cái thông tin cần thiết vào rồi mới xuất bản. Tuy nhiên vì một cái lý do gì đó trong cái giả thuyết đầu tiên là đã viết xong để vào một chỗ rồi không biết vì một lý do gì đó bài báo đã được đưa lên trên mạng xã hội. Nhưng quý vị mà chưa có kiểm chứng vô tình hay là cố tình thì ở đây chúng ta chưa đủ những cái thông tin để có thể kết luận tuy nhiên cái thiệt hại về cái việc đăng những cái thông tin như thế này thì quả thực không nhỏ nên việc sẽ phân tích tại sao lại nói rằng cái sự thiệt hại là không nhỏ mặc dù cái lỗi này là lỗi một cái lỗi rất là sơ đẳng nhưng quý vị tự vì để một cái thông tin lên mạng xã hội nó cũng phải cần và cái người phó tổng biên tập, người thư ký họ đọc, cho phép thì mới được đăng, vì đây là trang đại diện của một tờ báo lớn trong cả nước. Một cái giả thuyết thứ hai nữa, không phải là cái giả thuyết mà viết sẵn chờ sự việc xảy ra rồi chỉ có đưa lên trên mạng. Cái giả thuyết thứ hai nó nằm ở cái điểm rằng liệu có một cái cá nhân hay một cái tổ chức nào đã hack vào trong cái trang mạng, cái trang web của báo thanh niên. Và sau đó đăng tải hai cái bài viết này một cách bất hợp pháp lên trên mạng. Thì thật sự đối với vị, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, đối với một cái server của một tờ báo mà để dễ dàng bị hack đó quý vị, thì cái chuyện đó là không tưởng. Không phải là không thể, nhưng không thể tưởng. Nhưng quý vị không tưởng được. Có khả năng chứ? nhưng không phải dễ dàng. Tuy nhiên, không gì là không thể, đúng không quý vị? Nhất là khi mà chúng ta đọc cái lời văn của hai bài này, nó quá giống nhau. Nó giống như là người ta chỉ viết một bài rồi chỉnh sửa lại tên, trở thành bài thứ hai. Tựa đề của hai bài này cũng rất là giống nhau. Quý vị, tựa đề của hai bài này rất là giống nhau. Hai bài đó đều được xoay quanh là mở rộng vụ án. Đặng Thị Hằng Ni. Rồi sau đó để thêm vào chữ tạm giam người nào người nào đó là đủ rồi. Nhưng quý vị, như vậy cái tự đề, cái nội dung đều rất là giống nhau. Làm cho chúng ta liên tưởng rằng người viết báo này chưa chắc là một người chuyên nghiệp. Hai bài báo đưa hai cái thông tin khá là nóng. Thì không lẽ tác giả lại viết một cái tiêu đề nó không cái xứng tầm của một tờ báo lớn và của một tác giả phóng viên đã từng bám trụ với câu chuyện của bà NPH. Chuyện đó rất là khó tin, đúng không quý vị? Mặc dù cái thông tin này một số quý vị cho rằng có khả năng nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên Thanh Việt xin được nhấn mạnh và hỏi ngược lại. Hiện nay nó xảy ra chưa? Câu trả lời phải là chưa xảy ra. Mà nếu ở thời điểm hiện tại nó vẫn chưa xảy ra, thì những cái thông tin mà chúng ta nói, chúng ta đăng, dù là đăng trên báo chính thống hay là những kênh YouTube không chuyên nghiệp, thì thông tin đó làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự, gia đình của cái người bị đưa thông tin, của người vừa bị khởi tố. Đúng không quý vị? Nên cái chuyện mà đưa thông tin kiểu như vậy. Nhưng quý vị, không chính xác. Và cái tác hại của nó thì vô cùng là to lớn. Mọi người có thể nói rằng trong tương lai có thể xảy ra chứ. Tuy nhiên tương lai không thể nào đăng một thông tin cầm đèn chạy trước ô tô như vậy. Sự việc chưa xảy ra, không thể nào đăng. Mà đăng một cách chính xác, gọi tên rất là đầy đủ như vậy thì cái hệ lụy khi đưa một thông tin chưa xảy ra, một thông tin mà được mọi người nhầm lẫn rằng chuyện đó đã xảy ra, thì cái tai hại, cái tác hại của nó vô cùng là lớn. Một cái đặc điểm đó quý vị, thay vì có cái sự nhấn mạnh là tác giả Phan Thương, tác giả Phan Thương, khi mà viết về cái vụ án bài NPH, thì dùng một cái chữ mà chúng ta hay bắt gặp nên việc đưa một cái ví dụ trong những cái bài mà tác giả Phan Thương đã viết gồm 2.854 bài trong đó dạo gần đây à dạo gần đây có những cái bài nói về vụ án của bà NPH thì chúng ta thấy một cái điểm là ví dụ vụ án NPH khởi tố bắt tạm giam tiến sĩ luật tên gì tên gì đó rồi đến vụ Đặng Thị Hàng Ni khởi tố bắt tạm giam luật sư sĩ đó quý vị vậy là mỗi một cái tự đề khi mà nói về việc bắt giam nó đều là khởi tố bắt tạm giam nhưng quý vị cái tiêu đề đó chuyên nghiệp đầy đủ câu chuyện hơn quý vị? câu đó là đầy đủ câu chuyện còn cái bài hai cái bài báo ngày hôm qua thì chúng ta chỉ thấy cái chữ bắt tạm giam chỉ có bốn cái chữ bắt tạm giam nhưng quý vị chỉ đúng hai cái chữ bắt tạm giam mà thôi thì đây tạm giam người mẫu tt tạm giam youtuber dtl còn trong cái bài thiệt mà đã được giữ lại bây giờ chúng ta vẫn còn tìm thấy đó. nó vẫn có cái chữ khởi tố khởi tố bắt tạm giam ông a bà b nào đó nhưng quý vị điều này chỉ chứng tỏ một cái chuyện gì quý vị là bài báo này nhưng cái vị hai bài báo chúng ta đọc ngày hôm qua có khả năng đó là không đúng sự thật hoàn toàn không đúng sự thật chứ không phải là cầm đèn chạy trước ô tô nên mà là báo tòa soạn báo trang mạng của báo đã bị một cá nhân hay một tổ chức nào đó hack vào và đăng hai cái bài viết trên từ vì hai bài viết trên không thể nào từ hai tác giả đó vì nó thiếu một vài điểm thứ nhất không biết về thời gian mà không biết về thời gian thì không có đăng những cái thông tin mà liên quan đến cái sự an toàn cái uh, uh, đường lối về giải quyết uh, cái tố uh, tụng hình sự những cái vậy vậy thì thân việc kết luận cái gì? một cái khả năng khá cao cho rằng bài báo này thực sự không được viết bởi hai tác giả được, được liệt kê Phan Thương và Ngọc Lê. Mà nó là bị hack và bị một người nào đó đăng tải. Vì từ nội dung cho đến tựa đề đều cho thấy một cái sự không chuyên nghiệp. Tựa đề thì gần như là rất là giống nhau trong khi một cái tin nóng hổi như thế này. Đó là thứ nhất. Thứ hai, từ đề bài viết không chính xác luôn. Câu chuyện người ta đăng tải thì đọc và người người đọc có cảm giác rằng sự việc khởi tố đã xảy ra. Việc bắt tạm giam cũng đã xảy ra. Bây giờ chúng tôi chỉ đăng thông tin. Nhưng thật sự không phải. Trong khi bài báo được để lên trên mạng xã hội thì hai người trực tiếp liên quan trong hai bài báo vẫn còn sinh hoạt ở bên ngoài. Điều này đã cho thấy rằng hiện tại thông tin họ đưa là sai sự thật hoàn toàn. Có lẽ là không ai biết được ngày mai, ngày mốt, ngày kia có hay không có. Nhưng quý vị chỉ có bên của cơ quan điều tra họ mới biết được. Tuy nhiên vì vậy, anh việc kết luận rằng hai cái bài báo đó cái tựa đề là sai hoàn toàn. Tin giả, tin dỗ. Có phải vậy hay không? Khả năng rất cao. Vì từ cái lối hành văn cho đến lối viết tự đề đã cho thấy một cái sự gì đó nó không có được trong sáng. Xuyên suốt. Ngay cả cái việc hành động đó cũng thiếu cái chữ khởi tố. Mà chỉ đề chữ tạm giam. Nhưng bây giờ chúng ta nói này quý vị. Dù là cái thông tin đó đúng hay thông tin đó sai ở cái thời điểm hiện tại. Có lẽ là ngày mai, ngày mốt, ngày kia ai biết được thông tin đó có thể là đúng. Không biết được, nhưng quý vị. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi bài báo được để lên trên mạng, sự việc mà bài báo đó à, mô tả thì chưa xảy ra và không đúng. Chúng ta không thể nào một bài báo chính thống có thể đăng được một thông tin mà chưa xảy ra và lời viết các thành văn đều giống như mô tả một sự việc đã xảy ra rồi. Và như vậy đó quý vị thì nó đưa đến một cái sự náo loạn trên mạng xã hội vốn đã rất là náo loạn. Khi tất cả đi tìm cái danh sách đồng phạm hay đồng bọn. báo thanh niên dù là trực tiếp hay gián tiếp họ đã để trên trang điện tử của họ một bài viết nói về một sự kiện chưa xảy ra trong một vụ án hình sự đang được sự quan tâm của rất là nhiều người ngoài xã hội và trong mạng xã hội. Cái chuyện mà cố tình hay vô tình không ở trong cái thẩm quyền của cái bài ngày hôm nay chúng ta cũng không có thời gian để phân tích chi tiết rõ ràng và chưa chắc là được nha quý vị nhé. Tuy nhiên, câu hỏi rằng quý vị đọc cái bài báo đó ở đâu? Chính Xe và thành việc cũng đã đọc luôn trên trang điện tử của tờ báo pháp luật, à, tờ báo thanh niên. Bài báo có viết đầy đủ dài hay không? Có, có hình ảnh, có đầy đủ, nhưng hình ảnh đó không phải là hình ảnh hiện tại. Thông tin có đề ngày tháng hay không? Thông tin trong nội dung của thông tin không có ngày tháng. Nhưng quý vị đây là một cái sự sai lầm dù chưa chắc đó là lỗi trực tiếp của tòa soạn báo này thứ hai xóa bài viết bài viết đã được xóa hai bài đều đã được xóa nhưng có một điểm mà chúng ta thấy là tờ báo thanh niên vẫn chưa đưa ra ra cái lời giải thích cũng như là lời xin lỗi giải thích đến cho khán giả và xin lỗi đến người ở trong cuộc thế thì nói giả sử đó nha quý vị chứ không phải nói là sẽ xảy ra hôm nay hoặc là ngày mai ví dụ tờ thanh niên đưa một cái thông tin là bà Nguyễn Thị A vừa bị khởi tố và tạm giam nhưng hiện tại ở cái thời điểm đó bà chưa bị nhưng mà cái tờ báo đó đã nói là đã bị rồi nha quý vị rồi khi à bà được phép cho quý vị và câu chuyện bị khởi tố tạm giam nó xảy ra thì chúng ta không thể nào nói rằng báo đã đăng rồi Nhiệm vụ của báo là đăng một cái thông tin đã được hay là vừa được xảy ra chứ không đi trước cầm cái đèn. Thưa quý vị nha, đó là cái luật đàng hoàng. Xàm suy soạn trên mạng xã hội có thể tuyên đoán, có thể dự đoán nhưng một tòa soạn báo chính thống không thể nào làm được như vậy. Cho dù là tờ báo cũng đã xóa cái thông tin này nhưng hoàn toàn không có một lời giải thích đến cho khán giả, cho độc giả. Và cũng không có một lời xin lỗi đến cho hai người trong cuộc được nêu tên lên và thông tin họ đưa là sai sự thật. Dù là ngày mai, ngày mốt, ngày kia, năm sau nó có thể và nó có khả năng xảy ra, nhưng ở thời điểm hiện tại, câu chuyện đó chưa xảy ra và trong bài báo đó cũng không đăng là sẽ cái hành động bị khởi tố bị tạm giam không sẽ mà nó được hiểu ngầm là đã và vì cái chữ đã đó thông tin được xem như là sai sự thật hoàn toàn việc đưa đến cái sự sai sự thật đưa những thông tin sai sự thật nhưng quý vị thì cái hệ lụy của nó hoàn toàn không nhỏ nhất là với một tờ báo lớn tại sao vậy quý vị rất dễ thưa quý vị vì cái tệ hại cái tai hại mà nó để lại đối với cái hệ lụy đối với vị vô cùng là lớn tại vì nó không phải ảnh hưởng đến cho một bộ phận mà đến cho rất là nhiều người trong xã hội đầu tiên phải nói là hai người trong cuộc hai người bị nêu tên lên trong hai bài viết đó cái hệ lụy đến với họ rất lớn thứ hai cộng đồng và mạng xã hội thứ ba cơ quan điều tra cả ba nhóm người này đều bị ảnh hưởng nặng nề từ cái bài viết ngày hôm qua tại sao vậy trước khi uh, tiếp tục cái phần này cho phép thân việc được uống một tí nước và quý vị nào chưa bấm nút like và quý vị muốn lan tỏa cái bài ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng với thân việc uh, đăng tải bấm một cái nút like để cho chương trình được youtube và đẩy lên, nhân quý vị, thân việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. thì tại sao cái tai hại nó lại lớn như vậy? thì um, đầu tiên là hai người trong cuộc, đó là bà DTL và người mẫu TT. hiện nay thì ở thời điểm cái bài này được uh, phát đi thì thưa quý vị, hai quý vị trên vẫn không bị như những gì bài báo đã viết. Mà không bị như những gì bài báo đã viết, vậy là báo đó đăng tin sai sự thật. Đúng không quý vị? Ở ngay thời điểm hiện tại này, hai người đó vẫn chưa bị như là tờ báo nói. Như vậy, báo đã đăng sai tin tức. Họ có thể làm được cái gì quý vị? Họ có thể yêu cầu đính chính, yêu cầu tòa soạn đính chính lại cái bài viết xin lỗi theo điều 42 của luật báo chí năm 2016. Dĩ nhiên là nó phải có luật thì chúng ta mới có thể yêu cầu được. Còn không thì không ai có một cái khả năng nào để yêu cầu một tòa soạn thay đổi cái bài viết nếu không có luật. Có thể yêu cầu các cơ quan ban ngành phạt hành tránh và mức phạt có thể lên đến 20 triệu theo Điều 10 trong Nghị định 119 ra đời vào năm 2020. Đó là những điều mà hai cái người trong cuộc bà DTNL và người mẫu TT có thể làm nếu họ muốn. Dĩ nhiên là có những cái yếu tố khác nha quý vị. Và có thể là hai quý vị đó sẽ không yêu cầu. Tuy nhiên theo luật pháp thì họ có quyền yêu cầu. Chứ không, họ không có trách nhiệm để yêu cầu. Họ có quyền để yêu cầu. Trách nhiệm là phải yêu cầu nha quý vị. Khi mà đã là trách nhiệm thì là phải làm. Còn quyền thì chưa chắc là phải làm. đó là hai người trong cuộc. Cộng đồng mạng, cộng đồng hay là mạng xã hội, cộng đồng là ở bên ngoài và mạng xã hội là trên mạng Internet, Facebook, Youtube, TikTok. Thì thật sự đó quý vị, đã nổi sóng lên vào sáng hôm qua rồi. Tại sao vậy? Tại vì tất cả đều đói cái thông tin. Tất cả những thông tin liên quan đến bà NPH thì ai cũng muốn đăng, trong đó có cả thân Việt. Và một số quý vị cũng đã thấy là Thanh Việt có đăng lên trên mạng Facebook và chỉ trong vòng 5 phút đã được sự quan tâm của rất là nhiều quý vị sử dụng mạng Facebook và có kết bạn với Thanh Việt Phóng Sự. Tuy nhiên sau 5 phút Thanh Việt có đọc và có trở lại trên cái trang đăng cái thông tin đó thì đã bị lấy xuống như Thanh Việt trình bày lúc ban đầu. Và Thanh Việt đã phải tháo cái bài đó xuống và dẫn đến một vài cái sự hiểu lầm. À, nghĩ rằng Thanh Việt đã xóa cái bài đó đi hoặc là không cho phép bình luận thì thật sự à, không phải vậy. Thông tin đó là thông tin hiện chưa đúng với sự thật nên bắt buộc vì lý do pháp lý Thanh Việt phải tháo xuống. Nhưng quý vị, vì lý do pháp lý Thanh Việt phải tháo xuống nên mong quý vị thông cảm đó là điều thứ hai khi mà chúng ta đói đó quý vị chúng ta làm liều khi chúng ta đói thông tin thì chúng ta làm liều và đôi khi cái chữ làm liều đó là chúng ta chưa kịp kiểm chứng đã vội vã đưa lên thì thân vị cũng rơi vào cái trường hợp đó ngày hôm qua đã vội vã đưa lên vì khi mình thấy rằng ngay cả trên cái trang uh, website uh, thanh niên mình đã đọc và biết đây là trang chính chủ luôn mình đã đọc thấy bài viết đó luôn thì chắc chắn nghĩ rằng nó phải xảy ra và trong cái lúc mà vội vàng như vậy đó quý vị và quên luôn đọc cái uh, nội dung của bài báo cái cách viết cái cách xưng hô cái viết, cái cách truyền tải cái thông tin thì mới thấy được rằng có một cái gì đó nó sai sai ừ. cảm giác của thân việc rằng có khả năng rất cao là bài báo đó không được viết bởi hai tác giả được nêu tên, Ngọc Lê và Phan Thư. Đó là cái cảm giác của thanh việt tự vì cái lời văn, cái kích, cái cách truyền đạt không như là hai người đó. Sau khi mà nhận được cái tin mà họ thấy được trên trang của Facebook của, xin lỗi quý vị, trên trang của Tờ Báo Thanh Niên đó quý vị, thì quý vị có thấy một cái điểm gì không quý vị là vì sau khi có được cái thông tin là nhà báo hàng ni và luật sư sĩ rồi thì như thanh việt trình bày họ đi tìm cái danh sách gọi là danh sách đen đó quý vị gồm ba mươi mấy người đó họ đi tìm và đây là cái cơ hội để tiếp tục tìm và chứng tỏ rằng mình đã đoán đúng mình biết được thông tin đúng đúng không quý vị và ngay cả những cái thông tin được truyền với nhau về là ngoài những người mà là bị can trong cái vụ án của bà NPH đó quý vị, đó. mà bà NPH lúc đó, đó quý vị là bị hại, nhưng quý vị nhá thì những người bị can khác gồm những ai nữa? rồi trong cái vụ án của bà NPH, à, bà bây giờ không phải là bị hại mà là bị can, thì những người đồng phạm của bà là ai? và lập tức thực sự mạng xã hội rất là bận rộn họ đi tìm, đi đào sau, trở lại, xem cái danh sách khổ tới. Nếu mà quý vị đọc ngược lại thì quý vị sẽ hiểu khổ tới là gì. Khởi tố thì đúng như là khổ thiệt, khổ tới. Cái danh sách khổ tới đó quý vị là gồm những ai? Ai ở bên phản biện lại bà NPH và ai ở bên bảo vệ phục tùng cho cái câu chuyện của bà NPH không bên nào vừa hết, đúng không quý vị? Và như thân Việt trình bày, thật sự, từng cái việc như vậy, từng cái câu nói, từng cái buổi phát thanh như vậy đều vi phạm pháp luật. Nhưng quý vị nhé. Có thể bị hỏi tố, có thể bị phạt hành tránh hay không, là một câu chuyện khác. Tuy nhiên, nếu câu hỏi được đặt ra rằng anh hay chị có đang vi phạm hay không, câu trả lời là thưa là có. Còn cái chuyện có bị khởi tố hay không lại là một câu chuyện khác. Không phải bất cứ một cái câu chuyện xảy ra trong xã hội có điều sai trái là sẽ bị khởi tố. Nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều các yếu tố để cấu thành một hành vi vi phạm, cấu thành tội phạm. Đúng không quý vị? Thì không đơn giản là cứ một cái sai, một cái vi phạm là sẽ bị khởi tố. Nhất là theo điều 331 nhân tiện đây thì thân việt xin được giới thiệu đến cái chương trình vào ngày mai à, khi một số kênh cũng nói đến cái câu chuyện rằng à, gọi bà NPH bằng cái gì hừng hừng đó à, cũng có thể bị đi theo tội 331 thì cái điều đó đó quý vị nó thật sự nó đúng ngay cái uh, cái câu nói mà thân việt hay dùng đó là quá xàm xí sọ xàm xí sọ cả hơn cả thân việt nữa nếu mà chúng ta nói rằng chỉ vì gọi cái tên của bạn NPH là Hưng gì đó, mà bị vô tội 331 các quý vị? Thì thưa quý vị, nhà tù tại đất nước chúng ta sẽ không có sức chứa. Nhưng quý vị nhá không có nổi đâu. Nên không phải đơn giản là vì câu nói như vậy, là bị gánh cái tội 331 hoàn toàn không phải. Một cái điểm khá đặc biệt đó quý vị, và chúng ta không nghĩ đến cái tác hại của hai bài báo ngày hôm qua mặc dù đã được tháo gỡ xuống tuy nhiên có những nhóm người chuyên xuyên tạc sự thật tiếp tục những cái luận điệu cho rằng báo chí tự do ở Việt Nam đang bị khống chế và can thiệp thông qua cái bài ngày hôm qua là cầm đèn chạy trước ô tô một lần nữa họ có thể dùng những cái bài viết như vậy. Nha quý vị, để đưa ra, làm những cái bằng chứng vu khống về một số tình trạng hiện tại tại Việt Nam. Việc đưa tin thiếu chính xác sai sự thật sẽ được xử lý nghiêm minh cho dù là ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Thông tin về tờ báo thanh niên đưa thông tin sai về nước mắm Masan nhưng quý vị cũng đã bị sự phạt rất nặng. Thông tin như thế này ngày hôm qua cho dù đã được tháo xuống, nhưng cái ảnh hưởng của nó cũng đã xảy ra rồi. Ngọn lửa đã được dập, nhưng một mảnh rừng cũng đã bị cháy trụi Đó là về cái tác hại xảy ra đối với cộng đồng và mạng xã hội cơ quan điều tra cũng bị ảnh hưởng từ cái bài viết ngày hôm qua. Cho dù là báo thanh niên, một số tác giả, phóng viên có viết thật sự, rồi bị một cái lỗi nào đó được xuất bản lên, hay là họ bị hack vào trong trang mạng của họ, rồi đăng những thông tin không kiểm chứng. Tất cả hai cái lỗi đó đều thuộc về một cách tổng quát là thuộc về báo thanh niên nếu mà họ bị thực sự bị hack vào thì hệ thống nhưng quý vị hệ thống bảo mật của tòa soạn cần phải được xem xét lại còn nếu mà hai tác giả đó có viết cái bài đó thực sự thì nó đưa đến một cái tình trạng là cầm đèn chạy trước ô tô cầm đèn chạy trước ô tô này nó không rơi vào trường hợp của hai nhà báo mà đã rơi vào trường hợp cơ quan điều tra cung cấp thông tin trước khi thực hiện vụ việc và thông tin đó là một cái thông tin rất là mật tế nhị ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong xã hội và không may nếu cái giả thuyết đó là đúng đó đối với vị ta soạn báo cũng góp một phần vào cái sự việc này khi để lọt một cái tình tiết xuất bản mà không có sự kiểm chứng, còn nếu mà họ bị hét vào thì tòa sáng báo cũng phải có một cái trách nhiệm ở trong đó. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thấy cái điều mà chưa thấy đó là gì? Đó là bài báo đã được xóa. Tuy nhiên không có một bất cứ một thông tin nào từ Báo Thanh Niên để giải thích để đưa ra lời xin lỗi trước người trong cuộc và với khán giả trên cộng đồng mạng cơ quan điều tra thì có thể rơi vào trường hợp là trường hợp gì quý vị bức dây động rừng bức dây động rừng có nghĩa là mình bí mật làm một cái công việc đó mà nhất là trong một vụ án hình sự tất cả mọi cái câu chuyện nó đều phải rất là bí mật thì ngày hôm nay chúng ta chưa thực hiện được việc khởi tố. Nếu có nha quý vị nha. Tại vì đã nói nếu có nha. Thì nó dẫn đến một cái hệ lụy. Là mình chưa vào rừng. Mình đã hò reo. Và cái con thú mà mình muốn bắt đó quý vị. Nó đã bỏ chạy rồi. Thì đó là một cái điều rất là tệ hại. Nha quý vị. Một điều hết sức là tệ hại. Tất cả những quý vị nào làm trong cơ quan điều tra an ninh. Đều biết được rằng. Họ chỉ nói với báo chí ngay trước khi mà sự việc đó xảy ra. Nha quý vị. Chứ không phải trước đó một thời gian. Cho dù là một ngày, nửa ngày cũng không được. Đó là thay vì đang nói về cái giả thuyết mà thông tin đó đã được cung cấp bởi cơ quan điều tra. Chứ không phải là chính xác khẳng định cơ quan điều tra đã đưa nha quý vị nha. Đây là một trong những giả thuyết. Và nếu cái chuyện mà khởi tố là có thiệt trong tương lai, thì hành động vừa rồi đã bức dây, động rực và sẽ làm cho công việc điều tra thêm khó khăn. Đó là về cái khó khăn. Còn về cái tính pháp lý đó quý vị, thì trong bộ luật tố tụng hình sự, các cái quy trình, nếu mà câu chuyện này đã, đã xảy ra như vậy, thì đã có vi phạm trong quy trình tố tụng của vụ án hình sự về vụ án nó vi phạm ở cái quan điểm rằng đáng lẽ không được tiết lộ thông tin bí mật trong khi vụ án chưa kết thúc thì ở đây thông tin đã được tiết lộ và gây đến một chuỗi các cái hệ lụy sau này đó là thanh việt đang nói đến cái giả thuyết là cơ quan công an thật sự đã đưa thông tin trước khi mà họ thực hiện cái công việc. Quý còn nếu họ chưa bao giờ đưa thông tin, thì tờ báo đã bị đột nhập bởi một hay là một nhóm người nào. Mà nếu là câu chuyện nó như vậy, thì tờ báo vẫn có cái trách nhiệm cần phải xem lại hệ thống bảo mật an toàn. Nhưng quý vị, Thân Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và hy vọng rằng tất cả chúng ta đều biết kiềm chế trên mạng xã hội. Không lan tỏa những thông tin mà chưa được kiểm chứng. Để hy vọng rằng chúng ta không có những trường hợp bất ngờ đau thương. Tàn phá hết tất cả một cái sự nghiệp của một người có danh tiếng trong xã hội như là nhà báo Hàng Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. I love you all. Xin hẹn gặp lại quý vị.